Thì nữa tớ pha cái này cho bạn ăn cùng nhá. Ok. Cái gì đấy? Ơ, tớ có muốn ăn. Ôi, này, sao tớ phải cho bạn? Trả đây, đúng rồi, đây là của bạn Tuyết mà. Trời ơi, đồ con nít mà cũng ăn. Thế mà có người đợi ăn đây, nhà Lan nhỏ. Đúng rồi, trời ơi, thử xem thế nào thôi. Bơ đi mà tớ cho một sợ nhá, cái này hơi bị đắt tiền đấy. Đúng rồi, bạn có tiền mua không? Trời ơi, ăn suốt. Đi. Này, à, ui. Bạn không phải là Tuyết Lâm à, nổi tiếng vẽ đẹp không? Tớ đây. Đúng rồi bạn Tuyết đó, vẽ đẹp lắm ơi, cả trường không ai vẽ đẹp bằng bạn Tuyết đâu. Này, đi ra, không phải nịnh hót nhá. Bạn nhá, sao dám đẩy bạn Lan hả? Tớ thích đẩy đấy. Thế bạn đứng đây có ý gì? Ý gì á? Tớ, tớ mới là người vẽ đẹp nhất cái trường này nhá. Nhìn thế này á, đâu 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 đâu, xem nào. Ôi, tay này mà cũng đòi đẹp nhất là trường á. Ai cho bạn xí tớ đi. Vẽ hơi mình đẹp đấy. Ơi giời, chắc là định ra đây á, chặn đường sau rồi nhờ vả tớ cái gì. Thế định nhờ gì nói luôn đi. Định không nhờ thèm gì nha. Này, nếu mà đã tự nhận là mình vẽ đẹp nhất trường thì thi với tớ không? Thi á? Trời ơi. Này, bạn định đoán lấy trứng chọi đá đấy à? Đúng rồi. Này, chưa biết ai là trứng, ai là đá đâu. Thì mà biết được, tôi có biết bạn ấy đâu, tự dưng chặn đường mình ấy chứ. Xong bảo là thách đấu vẽ. Trời ơi. Này, 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 nói nhiều nha. Thế hai bạn có dám thách đấu với tớ không? Thách đấu thì thách đấu luôn, tớ sợ gì bạn? Ờ, à, tưởng tớ sợ á. Tớ sợ chắc. Bà Tuyên. Đúng là lấy trứng chọi đá. Đúng rồi, khi mà lớp. Hai bạn là trứng ấy, tớ mới là đá đây này. Bạn dám đại chiến với tớ á, là một sai lầm rồi đấy. Ôi giời ơi, thôi, bạn có rút lui thì rút lui luôn đi. Tớ nghĩ là bạn cần là người rút lui đấy bạn à. Thôi, không nói nhiều nữa, quân tử ạ, vào việc luôn. Vào luôn. Thế bây giờ à, thi cái gì đây nào? À, thi cái gì hả? Này, vẽ cái gì khó khó đi. Vẽ... vẽ thủy thủ mặt trăng có được không? Ôi giời ơi. Sợ chứ gì. Này, đối với bạn, thủy thủ mặt trăng là khó à? Tớ nghĩ rằng với cái bàn tay á, của bạn á, vẽ cái gì nó cũng không thành đâu bạn ơi. Thôi thôi thôi, vẽ gì vẽ thủy thủ mặt trăng á, chứ thủy thủ sao mộc sao hỏa gì á, đây cũng vẽ được hết nhá. Tớ sẽ cho bạn sáng con mắt bạn ra to như cái đèn pha ô tô luôn. Để với trình độ vẽ đẹp nhất trường của tớ. Này, bình thường á, ai nói nhiều á là đang thể hiện uy thôi chứ. Rồi làm bạn được xem không? Của mình đẹp như thế này á, ai kia chắc sẽ ghen tị lắm đây. Trời ơi. Bạn có mệt lắm không? Tớ á, không bình thường thôi. Này, bạn nhìn tớ vẽ đi, đẹp không? Trời ơi, quá nhìn đẹp đây này, đó. Đây mới là đẹp này. Đây mới gọi là thủy thủ mặt trăng chứ đây gọi là gì? Thủy thủ mặt trăng chibi. Đúng rồi, dễ thương hơn này mà Tuyết này. Ừ, nhờ, thì vẽ có gì? Một cái bức tranh thôi mà. Cũng làm như kiểu là mệt lắm không bảo. Nhìn kìa, ghen tị kìa. Làm gì có ai đến để đấm lưng rồi. Ừ, chỗ chắc là mệt lắm đây mà. Không cần gấp. Tuyết ơi, tớ pha mì kẹo cho bạn ăn nhá. Ừ, bạn pha mì kẹo cho tớ đi, để cho người ta ghen tị tớ đi. Ừ, cứ ăn đi sao rồi, người ta tốt trước đi. Tớ đi. Trời. Đây mới gọi là đẳng cấp mà, vẽ đẹp nhất trường chứ nhờ. Ừ. Đây, mì kẹo dẻo đây này. Wow. Pha cho bạn để bạn có sức chiến đấu để chiến thắng bạn kia nhá. Ok. Này, tớ cho trứng vào nhá. Ok. Bây giờ tớ sẽ cho cái này nè. Đó, hạt kẹo. Này, tớ cho cả siro vào luôn nha. Wow. Nhìn ngon chưa, tớ cho hết vào luôn nè. Bạn cho hết đi, và tớ cho hạt nổ vào nhá. Ok. Đó. Wow. Giống kiểu gia vị súp ấy, bột canh á. Đúng rồi, tí mình trộn lên có đúng không? Đúng rồi. Còn nguyên liệu gì nữa không? Đây. Còn đâu? Này nữa. Ok, để tớ trộn lên nha. Wow, có cả trứng nè. Đấy. Ui, nhưng mà sao nó dẻo lắm ấy bà Lan ạ? Thì mì kẹo dẻo mà lại thì nó phải dẻo chứ. Eo ơi,
Thế mày cũng khoe, đây á, đồ ăn của con nít thôi. Chả có thêm chứ gì. Thế còn gì. Đây, để tớ bỏ cho bạn này. Ôi, chắc là cụt tay, không có tay ấy. Không có tay lấy gì mà vẽ, làm gì mà vẽ được thủy thủ mặt trăng. Đúng rồi, chúng ta còn phải dành sức đây, đây bạn ăn đi. Thôi được rồi, để tớ tự ăn cũng được. Ừ, thế bạn ăn nhá, bạn để đây nhá. Khi nào vẽ xong xong bạn ăn nhá, tớ đi ra ngoài kia chơi một lát. Bạn có ăn không? Có. Đây, để cho bạn ấy. Ôi. Ngon quá à. Này bạn ơi, bạn có ăn mì kẹo không? Thèm nó còn giả vờ. Không thèm cho đâu. Giống như kiểu á, mẹ chăm con ấy. Kệ bọn tớ liên quan gì. À, để xem tô đến đâu rồi. Trời, hơi bị đẹp. Đợi đấy. Lên hình màu sắc của tớ chắc chắn là của tớ 10 điểm, của bạn 1 điểm rồi. Nói ít thôi bạn ơi, tô đi. Trình độ của bạn xem nào. Ôi trời ơi, thường thôi. Eo ơi, thế này bây giờ xứng đáng giỏi nhất đường á. Còn lâu nhá. Này, cái này á không bằng một nửa của tớ. Dám chê hả? Bạn chết ơi. Ô Lan à, bạn này xong rồi hả? Bạn nhìn đây này. Bạn Hằng á cũng vẽ xong rồi. Bạn ấy chê tớ rồi. Đây này, tớ xem nào. Trời ơi, tô màu thì lem nha lem nhem này. Đúng thấy rồi. Chưa? Nhìn thủy thủ mặt trăng gì, nhìn như kiểu là thủy thủ mặt mặt gì? À, thủy thủ mặt trời. Mặt trời. Thế này thủy thủ mặt trăng thế này. Chẳng lẽ như thế này. Eo ơi, tóc này với tóc màu vàng kiểu gì? Màu vàng nổi bật kiểu gì nữa. Chả biết gì nhở. Để mình chơi thương này. Cái bài đấy á, tớ nghĩ là được 4 điểm á. Đúng thế rồi. Thế mà đòi là người vẽ đẹp nhất lớp cơ đấy. 4 điểm tớ còn thấy nhiều, 3 điểm rưỡi thôi. Hai bạn là đi cùng với nhau thì chả bênh nhau rồi còn gì nữa. Quan trọng là tớ mới đẹp từ trước rồi. Đúng rồi, 4 mắt thì hơn 2 mắt đấy nhở. Ừ. Thôi đi, các bạn á, 8 mắt thì có ấy. Này nhá, mỗi người 4 mắt. Trong cái trận chiến này á, tớ chắc chắn là người chiến thắng rồi. Còn lâu thì bạn là người thua cuộc rồi. Thế này mà đấy, để tớ gọi lớp của tớ sang đây xem á, ai đẹp hơn. Ok. Thế tớ gọi 3-4 lớp sang đây mình chấm điểm. Đúng bây giờ ấy. Bạn ra gọi hết bạn hơn của tớ vào đây để chấm điểm cho bạn ấy hết mặt luôn. Ừ. Trời ơi, thế này á, thế này mà đòi đẹp hơn của tớ á. Tất nhiên này. Tớ sợ gì, tớ sẽ mách là cô giáo là bạn xé bài của tớ. Ai xé trước? Ai xé trước nào? Đúng rồi, bạn là người xé trước đó.